quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 10 của Đài Truyền thanh thị xã An Nhơn. Chủ đầu tư Cityland và nhà phân phối độc quyền Sen Bình Định đã chính thức mở bán dự án Diamond Square, trung tâm thương mại đầu tiên và lớn nhất tại Hội Nhơn và các vùng lân cận. Tọa lạc tại vị trí kim cương đẹp nhất trung tâm thị xã Hội Nhơn với hai mặt tiền, đường Trần Hưng Đạo và Tăng Bạc Hổ, Diamond Square được coi là biểu tượng giải trí và mua sắm thời thượng với nhiều tiện ích đẳng cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm ẩm thực, vui chơi giải trí, học tập, chăm sóc sức khỏe của mọi gia đình và du khách. Dự án đã cắt nóc và đang tăng tốc hoàn thiện để sớm bàn giao các dòng sản phẩm shop house và counter lần đầu tiên xuất hiện tại Hội Nhơn, mang đến cơ hội kinh doanh và sinh lời vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Diamond Square, điểm đến kim cương, giao thương thịnh vượng. Liên hệ ngay hotline 0763 689 666 để được tư vấn và đặt chỗ. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh thị xã An Nhơn đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.